Rồi, chào tất cả anh một thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Video đầu tuần nha, mùng 13 tháng 3. Thì video tổng cộng là 21 mẫu cần. Thì có những dòng như là cần tây mini nha. Cần tây mini còn nguyên hộp rất đẹp. Một số ISO thì có những dòng ISO khoang nhỏ, khoang lớn 4.5 đến 5.4 cho mình. Đây có một con cần lộc cho mình nha. 4.5/30 của Daiwa còn nguyên hộp này, còn mới cứng. Ở đây thì có những dòng như là cần tây lóng dài và cần dây trong ISO nha em. Dây trong thì tây lóng dài thì đây thì có tầm khoảng từ 2.7, 2.4 đến 8.1 cho mình. Một số cần lô thì tầm khoảng 2.1 đến 3 mét cho mình. Độ cứng cao nha, độ cứng hát. Cho nên mình đánh lóc bung được này. Những dòng đây thì có Hechi thì em có những dòng như là Sakura và Gamakatsu còn nguyên bao vải nè, bao vải zin theo cần ở đây. Và một số cần 2 khúc 3 khúc cho nên đánh ngâm lan xe, đánh biển cho mình độ cứng cao 120. Rồi chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp 0923534779. Tất cả mặt hàng bên đây là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của cần trên video. Anh em lưu ý xem kỹ giùm em nha. Mua thứ hai sản phẩm sẽ bao ship cho mình, còn ship code thì 30 ngày một đơn. Chốt đơn liên hệ 0923534779. Rồi mã số 1 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn như này. Tay lóng ngắn của dòng Suzumi. Con này thì còn nguyên bao vải và hộp cho mình nha, rất là đẹp. Thông số con này như sau, độ dài cần là 4.5 này. Con này 4.5 nha em, thu gọn 60 cm, ngọn 0.6 ly, gốc là 11 nha em, 11.4 mm. 91% là carbon, con này siêu nhẹ, 4 đi kèm cho là 9 lóng và 60 g thôi. 60 g nha. Cần thì rất đẹp này, sẽ còn cái bao vải zin cho mình luôn. Đây, bao vải và hộp đầy đủ cho mình ạ. Một cái đắp chụp zin nha. Đây, khổ theo cần. Con này trọng lượng chỉ có 40 g, 4.5, thích hợp anh em mình vẫy rô vẫy giết này. Ngọn rất là nhỏ luôn, ngọn thì nãy thông số là 0.6 ly nha. Đây. Ngọn ở đây thì dạng ngọn đặc, còn các lóng còn lại thì phôi carbon xoắn vân. Cái con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai là carbon 3 nha, là carbon xoắn vân này. Còn những lóng còn lại đều là carbon xoắn hai da cho mình. Đây, rất đẹp nha. Tổng thể thế này. Rồi rất đẹp luôn. Đây siêu nhẹ nha, thích hợp mình vẫy rô vẫy giết. Có cái độ cứng của cần nó sẽ ra cho mình tầm khoảng từ 2.5 h thôi. Đây cảm giác ạ. Rất nhẹ nha, chỉ có 60 g thôi. Nó cho kèm cho mình là bao vải và nắp chụp đầy đủ hết. Thì con này bên Nhật á thì giá của nó trước nha, giá này mình tham khảo thôi. Thì là 11.150 yên. Nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào hơn 2 triệu. Thì con này có mã số 1 nha em, giá cho mình là 700 nha, 700.000, còn mới cứng. Giá 1/3 giá mới cho mình này. Mới cứng nha, bao vải đầy đủ hết ạ. 700. Rồi, mã số 2 sẽ có một con cần tay lóng ngắn, con này thì của dòng Daiwa. Mono carbon. Độ dài cần này là 5m4, con này cũng rất là nhẹ nha, thông số như sau. Độ dài cần 5m4, thu gọn 58 cm, đi kèm cho là 11 lóng. Trọng lượng 89 g, 5m4 89 g, siêu nhẹ nha. Ngọn 0.6 ly, gốc là 20.7 mm. Độ cứng con này tầm khoảng vào 3 h thôi. 253 h cho mình. Thì con này vẫn như con số 1 cho mình, nó sẽ kèm hộp và bao vải đầy đủ ở đây. 5m4 mình 89 g như này, rất là nhẹ luôn. Mono carbon 5m4. Đây, rất đẹp nha, hàng nội địa Nhật cho mình, có tem vàng đầy đủ hết. Thì vẫn kèm cho mình một cái nắp chụp này, đây một cái nắp chụp zin theo cần đây. Ngọn rất là nhỏ, thông số báo rõ rồi. Đây, cần thì rất đẹp nha. Đây các lóng như này. Phôi carbon xoắn vân. Cần thì rất đẹp ạ. Thì ship code là 30 ngàn một đơn, anh em mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết ạ. Đây, cần lóng được đẹp này. Hầu như không có xây xước gì nha. Con này thì trên cho mình tầm khoảng trên 90% á. Đây. Rất đẹp nha. Rồi con này thì kèm cho mình được cái nắp chụp và bao vải zin theo cần. Tầm khoảng 253 h cho mình. Đây, rất là nhỏ gọn luôn. Con này thì có mã cho mình là mã số 2 anh em. Giá con này là 850 nha. Đây, giá cần là 850.000 ạ. Đây qua. Còn nguyên hộp và bao vải đầy đủ cho mình hết ạ. Rồi tiếp theo mã số 3 thì sẽ có một con cần ISO. Đây con cần này cần ISO của dòng Simat, ISO khoang nhỏ. Con này độ dài của cần là 4.5, độ cứng là 1.5. Thì 1.5 thôi là mình đánh cảm giác thôi. Pad cần là pad Fuji F6, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji lợi xứ đá xám. Ngọn con này thì ngọn nhỏ, ngọn cũng cần đo cho mình tầm khoảng vào 1.2 ly. Ngọn một có một này hai khoen chạy nha, được phôi carbon xoắn vân. Thì độ cứng 1.5 thì trông rất là mềm. Thôi là mình cộng cảm giác tầm khoảng 3 h tính theo cần câu đài cho mình. Đây, tổng thể có lắm rồi. Đây, còn rất đẹp nha. Đây, có xây xước dễ sơ sơ không ảnh hưởng đến chất lượng của cần. Rồi ISO khoang nhỏ, độ dài cần là 4.5, độ cứng là 1.5. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 220 g, ngọn tầm khoảng 1.2 ly. Mã số 3, giá con này là 500 nha này. 500.000. Đây, tổng thể thôi nha. Rồi tiếp theo mã số 4. Số 4 sẽ có một con ISO khoang nhỏ của Shimano. Con này rất đẹp nha này, có chế độ zoom và phôi là phôi hai da cho mình này. Đây, rất đẹp nha.
Cần ISO khoang nhỏ của Shimano có lấy cái độ dài cần lệnh 5m4, có chế độ zoom 6m3, trong có hai chế độ rất là tiện luôn. Độ cứng là 1.5, hàng Singapore này xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code đây. Và tem vàng đầy đủ nha. Tay cầm thì được làm nhám như mình này. Tổng thể thế này. Pack có này là pack cầm Fuji Starlet lớp 6, dàn khoang của cần là dàn khoang Fuji lợi xi đá xám. Có này ngọn của cần thì ngọn nhỏ, trong là 1.5 thích hợp với câu cảm giác thôi. Ngọn cần là ngọn tầm khoảng vào 1.2 ly. Ngọn có này sẽ kèm 1-2 khoang chạy nha. Ngọn cần là ngọn đặt ngọn tháp. Là chỗ tháp cho mình đây, ngọn long phụng ạ. Con này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai là full carbon xoắn vân. Đây, còn tất cả các lóng còn lại nha, đều là full carbon xoắn hai da này. Con này bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay nha. Hỗ trợ hạ tay. Con này đến chép phần vừa, cho mình cần thẳng. 5m4 tầm khoảng vào 3.5h, còn mà 6m3 tầm khoảng 3h cho mình thôi. Đây, có chế độ zoom nha. Anh em muốn cầu 5m4 thì ngang đây, muốn cầu 6m3 rút zoom mình ra luôn. Đây lóng zoom cho mình nha. Đây, rất đẹp. Cho mình rất là tiện nha, cầu nhiều đèn hơn. Đây có zoom. Con này phôi cũng tương đối dày, trọng lượng con này thì là 285g, ngọn 1.2 ly, mã số 4, giá con này là 1.2 anh em. Còn là 1.200.000 ạ. Đây rất đẹp nha, phôi hay già hết. Và tiếp theo mã số 5, số 5 thì sẽ có một con cần ISO khoang lớn của dòng Daiwa. Đây ISO khoang lớn của Daiwa. Con này cái Daiwa dòng Liberty anh em, độ dài cần là 5m3, độ cứng 5 của ISO. Khoang là khoang lớn này, con này còn rất đẹp. Con này hàng của mình là China xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code đây và tem vàng đầy đủ. Bác con này là bách gập bách vặn nha, bách vặn Fuji Daiwa. Sẽ đa số khoang lớn từ độ cứng 3 lên là bách gập rồi. Con này thì độ cứng 5, độ cứng lớn thì anh em đánh lọc độ cần đều được nha. Sang hàng này, con này ngọn cần thì ngọn xin theo cần, ngọn lớn ngọn 1.6 ly thì ngọn sẽ kèm 1, 2, 3 khoang chạy cho mình. Con này thì nước sơn màu bạc nha, còn rất là mới, trên 90%. Tổng thể thế này, lóng đẹp nha, carbon xoắn vân. Cúc của nó thì sau này sẽ đóng một sợi chống nổ. Còn là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Dàn khoang con này thì rất đẹp nha, khoang Fuji xám, hầu như không có nứt chân như mình này, còn rất là mới. Con này phôi rất là dày, trọng lượng của cần thì là 410g, ngọn tầm khoảng 0.6 ly, mã số 5, giá 1.200.000 này. Này, 1.200.000. Cần thì có rất là mới, đánh lục đầu cần sang hàng ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần lục ở đây. Con này thì còn nguyên hộp nha, của Daiwa. Cần lục Daiwa, cần lục dòng Cross Carbon phôi hai da nha, dòng Max Twin này. Độ dài con này là 4m5, đi kèm cho là 5 lóng, độ cứng là 30 tầm khoảng CS, đánh lục tầm khoảng từ 35-4m độ lại là vừa. Con này phôi dày, trọng lượng là 460g, đi kèm 5 lóng này. 4m5 thu gọn 101cm, ngọn con này là 2.4 ly, gốc là 24.1 ly. Độ cứng 30 nha, độ cứng tầm khoảng từ 25-35 thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 30. Thì con này còn rất là mới, nó sẽ kèm một cái hộp cho mình luôn. Đây, con này không có bao vải như này. Đây, nó sẽ kèm một hộp và nắp chụp đầy đủ này. Thì rất là mới. Rồi, con này thì hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Có tem vàng đầy đủ đây. Còn thì còn mới cứng, tay cầm thì bằng da. Bác con này bắt gặp Fuji F7. Đây, phôi hai da hết nha, còn rất là mới. Đây, còn rất đẹp này. Thì ngọn còn là ngọn zin đao cờ, ngọn 2.4 ly. Thì trên này nước sơn màu trắng cho mình này. Ngọn sẽ kèm 1-2 khoang chạy này. Đây, con rất mới nha, con này trừ cái lóng ngọn ra thôi. Còn tất cả các lóng còn lại đều là carbon xoắn hai da hết. Con này xoắn dạng xuống gân nha. Để mình rồi mình cảm nhận được này. Con này có rất là mới. Con này thì mới cho mình tầm khoảng trên 95% rồi. Nó thiếu một cái bao vải thôi. Còn hộp đầy đủ cho mình ạ. Trừ cái lóng ngọn ra nha, là carbon màu trắng. Còn tất cả các lóng còn lại đều là hai da hết. Đây, con rất là mới này. Cần rất đẹp nha. Khoen pack Fuji loại xi đá xám. Con này trọng lượng của cần thì hồi nãy có báo cho mình rồi. Con này phôi dày 450g. Thì mã con này là mã số 6 nha. Mã số 6 giá 2 triệu nha. Đây, giá con này là giá 2 triệu cho mình ạ. Đây, còn rất đẹp nha. 3m 4m5, 5 lóng, cổ độ cứng 30 tầm khoảng CS. Và tiếp theo thì sẽ có một con cần dây trong. Con này cần ISO dây trong của Shimano. Con này có dòng là Aperto ISO XT. Độ dài 5m2 nha, 5m2 này. Có đi kèm 5 lóng như này. Số 5 và sau là 5 lóng cho mình. Độ cứng là 1.5, hàng Indo xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code đây và tem vàng đầy đủ. Tay cầm cũng được làm nhám này. Và pad con này là pad cầm Fuji F6. Thì nó sẽ kèm cho một cái nắp chụp đây, một cái nắp chụp của dây trong cho mình. Con này độ cứng 1.5, cũng tầm khoảng 3.5h, tính theo cần câu đài cho mình. Tức là mình câu ao sông hồ tự nhiên được này. Con này sẽ hỗ trợ cho mình cái đầu bu Fuji, cái đầu bu này thì mình có tháo được nha. Đây, mình có thể tháo ra mình vệ sinh được này. Còn rất là đẹp. Thì ngọn con này thì ngọn lớn, dây trong ngọn lớn để anh dùng nha. Con này thì anh em lấy thì em sẽ gửi tặng cho mình một cái dây luồn cước nha. Đây, cái dây luồn cước này.
cái dù lượt cái này mua không có nha, bán 100.000 một dây cũng bán. Đây, kèm một cái dây nha, cái dây này thì em sẽ tặng kèm theo cần này. Ngọn tầm khoảng 3 ly, phôi con này là phôi carbon này. Đây, phôi carbon nha, xoắn vân toàn thân của Shimano, con này dạng là ISO dây trong. Đây, tổng thể còn rất đẹp nha. Đây, rất là ok. Và khoen con này là khoen xích luôn nha, khoen xích. Con này thì trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 220g. Ngọn con này là ngọn 3 ly, mã số cần là mã số 7, giá 850 như này, 850.000. Thì con này anh lấy sẽ kèm một cái dây luồn cước kèm nha, và nắp chụp kèm cho mình hết ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần tay. Cần tay thì em có bộ độ dài từ 2m4 trở lên. Từ đây sẽ có một con cần của dòng Ryobi. Con này Ryobi rất đẹp như này. Đây, Ryobi này. Con này thì sẽ kèm một cái bao vải zin theo cần này, bao vải màu đen này của cần. Con này có mã số cho mình là mã số 8, là một cái cần tay của dòng Ryobi, độ dài con này là 8 feet là 2m4 của dòng Metasia. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ ở đây. Tay cầm thực làm nhám, ở đây có một chiếc nhẫn nha, và dây buộc bảo hiểm ở đây đầy đủ nha. Thợ cho đây mình vẽ rô vẽ giết. Con này thì cái nước sơn này màu bạc rất đẹp. Thì con này sẽ kèm một cái nắp chụp zin nha, nắp chụp zin theo cần và một cái bao vải. Thì con này ngọn cũng cần nhỏ thôi. Ngọn của con này đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly. Đây ngọn zin theo cần. Thì con này độ cứng của cần đo cho mình tầm khoảng 3H. Thợ cho mình vẽ rô vẽ giết này, cần sẽ kèm cho là 3 lóng thôi. 2m4 3 lóng nha. 3 lóng kèm. Đây, rất đẹp. Con này thì siêu nhẹ như này. Trọng lượng của cần thì chỉ có là 47g thôi, chưa được 50g nữa. Ngọn tầm khoảng 0.8 ly. Mã số 5, giá con này 600 nha này. 600.000 ạ. Có nắp chụp và bao vải kèm hết nha. Rồi tiếp theo. Con nói là mã số 8 nha này. Số 8, tiếp theo con này mã số 9 này. Số 9 thì sẽ có một con cần tay, con cần tay lóng dài, con cần rút cho mình luôn. Độ dài của cần là 4m5, 15 feet là 4m5. Hàng nội địa Nhật, sẽ có tem vàng đầy đủ ở đây. Tay cầm con này sẽ được cuốn chỉ rồi cầm rất chắc tay. Thì ngọn của cần thì đo là cho mình này. Đây. Ngọn thì nó rất thì dây nó hơi khó ra chứ. Rồi con này thì ngọn cần thì ngọn nhỏ 4m5. À, độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng 3H, ngọn 0.8 ly. Đây, ngọn rất đẹp này. Phôi con này là phôi carbon nha. Đây, phôi carbon xoắn vân. Toàn thân cho độ cứng tầm khoảng 3H 4m5. Hàng nội địa, thích hợp cho anh em mình vẽ rô vẽ giết. Ở trong thì cần thì còn rất là ok. Đây, tình trạng thì có xây xước sơ sơ, giả sức lồng mèo nha, không ảnh hưởng đến chất lượng của cần. Rồi 4m5 cần tay nội địa Nhật, tay cầm thì được uốn chỉ nha. Con này thì trọng lượng cũng tương đối thôi, chỉ có 110g, 4m5, mã số 9, giá cần là 700. Con này là 700.000 ạ. Vậy rồi bị giết. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 thì sẽ có một con cần tay, con này thì ngắn hơn như này. Cần tay carbon của dòng Tokyo nội địa Nhật, độ dài con này là 13 feet là 39 nha. Đây Tokyo nội địa, tem vàng đầy đủ. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ này. Đây, tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn vân. Con này thì kèm một cái nắp chụp nha. Con này kèm một cái nắp chụp kèm. Rồi độ dài con là 3m9, con này ngọn cũng nhỏ thôi, tầm khoảng 0.7 0.8 ly cho mình. Ngọn thì cũng dạng ngọn đặt ngọn tháp đây. Ngọn long phụng nha, chỗ này tháp cho mình đây. Thì độ cứng con này cũng tầm khoảng 3H. Thì độ này vậy rồi vậy giết. Ngọn thì nước ngọn mốc ngọn và nước sơn thứ hai á, màu đen. Còn các lóng còn lại thì còn đẹp này. Tokyo nội địa Nhật cho anh em, 3m9, cứng tầm khoảng 3H. Thật là mình vẽ rô vẽ giết này. Đây, cứng rất là ok. Đúng thế này. Đây, thấp chụp zin kèm cho mình. Thì con này thì cũng tương đối nhẹ như này, 39, trọng lượng con này chỉ có 95g thôi. Mã số 10, giá cần là 700 ạ. À. Con này 700.000 nha. Rồi tiếp theo mã số 11 thì sẽ có một con cần tay dài. Con này thì của Olympic như này. Con cần tay này thì kèm một cái bao vải zin nha. Đây một cái bao vải zin kèm cho mình. Đây thông số thì kèm trên cái bao vải đây. Đây bao vải zin kèm nha, thông số kèm ở đây. Cần tay Olympic con này có độ dài cần là 8m1, hàng nội địa Nhật, thì con này sẽ tặng kèm cho mình hai cái ngọn phụ nha. Đây hai cái ngọn phụ kèm cho mình. Cái ngọn này thì hàng về có tình trạng như nào thì em sẽ báo rõ rồi. Hai ngọn phụ kèm. Độ dài con này là 8m1, con này thì phôi tương đối dày mà không cứng lắm như này, nó tầm khoảng 5H cho mình thôi. Ngọn cần tầm khoảng 1 ly. Ngọn đặt ngọn tháp cho mình ở đây. Đây ngọn long phụng này, ngọn tháp nha. Thì độ cứng cũng tầm khoảng 5H thôi, cho nên 4-5H cho mình. 8m1. Các lóng thì còn rất là đẹp rồi. Nó sẽ tặng kèm cho mình hai cái ngọn phụ. Thì thích hợp anh em câu tráp câu hanh, hoặc mình có thể là câu chép cũng được nha. Những dòng mà đến hồi dịch vụ câu chép vô tư cho mình này. Đây. Cần tay những dòng thì bó rất là cảm giác ạ. Đây phôi thế này, carbon xoắn vân. Toàn thân. Cần thì sẽ kèm cho mình bao vải và hai cái ngọn phụ kèm.
Đây tổng thể thế này. Có này phôi tương đối dày nha. Tay gốc của nó thì tay cầm được cuốn chỉ này. Đây, tay cầm được cuốn chỉ nha. Nắp chụp xoáy vặn cho mình. Inox. Đây, Olympic chính hãng luôn. Đây, phôi còn tương đối dày như này. Phôi rất là dày. Phôi này thì này có thể là đánh trắm chép được cho mình rồi. Rồi toàn thân của nó thì phôi carbon xoắn vân. Con này phôi dày, trọng lượng của cần là 430g. Ngọn của cần là ngọn 1 ly, mã số 11, giá 1.400.000 ạ. Giá cần là 1.400.000 ạ. Đây, Olympic 8x1 nè. Có hai ngọn phụ kèm. Rồi tiếp theo sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Đây, con này cần lưu cho mình nha. Cần lưu hai khúc máy đứng, mã số cần là mã số 12, là một cái cần lưu hai khúc của hãng là Navi như này. Đây, Navi như này. Intonation, con này rất đẹp nha. Độ dài con này thì là 15-16 feet thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 2m15 nha. Tầm khoảng 7 feet á, nó hơn 2m1 một xíu thôi. Con này thì ngọn, cần thì ngọn lớn. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng con này tầm khoảng N M nha. Dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji, dạng phát quang cho mình này. Đây, tất cả là khoen Fuji nha. Con này dạng cần lô, độ cứng tầm khoảng N M. Thông số tải mồi con này thì rơi cho mình tầm khoảng từ 28g. Bát thì bát vặn này, bát vặn chính hãng nha. Dạng Fuji cho mình. Còn tay cầm con này thì bằng cán bờ. Đây, những cái dòng thì đều là hàng nội địa Nhật hết. Thật em lưu lóc lưu chẽm được 2m15. Cứng tầm khoảng N M nha, cần máy đứng. Trọng lượng con này thì cân được là 150g, ngọn 2.2 ly, mã số 12. Giá con này là 700 như này. Chắc cần là 700 ạ. Rồi tiếp theo mã số 13 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thích hợp đánh bạo lực nha. Đánh lóc bông như mình được này. Lóc bông đánh cá lớn, câu zip đều được. Cần hai khúc, cần lưu máy đứng. Cần này có dòng là Masograph. Đây, Masograph, xong là fit cast nha. Độ dài của cần là 10 feet, là 3m cho mình, độ cứng hát. Cứng hát thì dạng là cứng nhất cho mình rồi. Dòng socket này. Thông số tải mồi con này mát là 100g. PE thì từ 1.5 đến 3.5 PE. Con này hàng của mình là China, xuất thị trường Nhật nha. Đây tổng thể thế này. Thì độ cứng hát thì dạng cứng nhất, tay cầm bằng cán bút và pad là bất bằng Fuji, Masograph chính hãng. Dạng khoen con này là dạng khoen full sheet đó nha. Đây dạng khoen full sheet 3 chân hết. Đây tổng thể thế này. Con này thì ngọn cần ngọn lớn, độ cứng hát ngọn 3 ly. Trông cứng 3 ly cho mình nha. Đây. Tình trạng con này thì còn mới này. Hầu chưa sử dụng qua luôn, tại vì hàng bãi nó về thì nó hơi cũ cho mình thôi. Đây, bát phía có ok này. Nhìn kỹ nha, không như không có xây xước luôn mình ạ. Đây, Masograph. Độ dài là 3m, độ cứng hát, thích hợp mình lua bạo lực, lua bóc lóc bông nha. Lóc bông, lua lục, lua gần hoặc là lua lục bình cũng được này. Tổng thể thế này. Con này ngọn 3 ly, trọng lượng con này là 260g, mã số 13, giá 2 triệu như này. Con này 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo mã số 13, 14 thì sẽ có một con cần của dòng Gamma như này. Đây Gamakatsu. Con này là cần Hechi, thiết lập ở đây mình có bè. Đây có bè nha, Gamakatsu còn bao vải zin này. Đây bao vải zin cho cần nha. Gamakatsu dòng Mat 2, độ dài cần là 2m1, độ cứng là 15. Trong cứng 15 thì thuộc dạng cũng cảm giác thôi, không cứng lắm. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn tầm khoảng 1 ly, ngọn zin theo cần nha. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen full sheet. Cái khoen D3 của nó thì nó hơi bị nứt một xíu này, chỗ này. Còn lại thì ok hết. Đây tất cả khoen có cần đều khoen full sheet 3 chân. Tổng thể thế này. Thì Gamma thì đều là hàng nội địa cho mình hết rồi. Làm khỏi bàn cãi nha, cực kỳ là ok. Cứng 15 thì cũng thuộc dạng cảm giác thôi. Bát con này là bát gập nha. Bát gập Fuji F6. Tay cầm được cuốn chỉ và cán của nó bằng cán gỗ này. Đây tổng thể thế này. Con Gamma Katsu này thì 2m1, cứng 15, Hechi Kobe. Nó sẽ kèm một cái bao vải kèm. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 135g, mã số 14, giá 1 triệu như này. Đây giá con này giá 1 triệu ạ. Rồi tiếp theo mã số 15. 14 mã số 15 thì sẽ có một con cần Hechi. Đây cần Hechi hai khúc nè. Hai khúc con này rất đẹp. Con này thì cũng nó sẽ kèm cho một cái bao vải zin kèm này. Cần Hechi của Sakura như này. Thì những dòng Sakura thì nội địa Nhật hết. Cái bao nó hơi cũ một xíu này. Đây, cần Hechi của dòng bao Sakura nha. Zin theo cần. Cần Hechi hai khúc, cần này có độ dài cần là 2m1 thì con này sẽ cứng hơn con Gamma một xíu ạ. Con này ngọn của cần tôi đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1.2 ly, độ cứng con này tầm khoảng vào 20. Tôi cần khoảng 20 nha. Con này tất cả khoen của cần như này. Đây là dòng khoen đá nha, đá ruby này. Đây, đá ruby đỏ nha. Rất đẹp Sakura. Đây, tổng thể nha, đá ruby đỏ hết. Rất đẹp nha. Bát có là bắt cập Fuji F6, tay cầm được cuốn chỉ và cán cũng là cán gỗ dẹp cho mình luôn. Có độ cứng là tầm khoảng vào 20. Độ cứng 20, độ dài cần 2m1. Tất cả khoen cần này là khoen Fuji, đá ruby, cần carbon, nội địa Nhật. Trọng lượng con này là 200g, mã số 15, giá con này là 750 như này. 750.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 16 thì sẽ có đây một con cần hai khúc, thay đổi mạch cung ngâm của Lan C.
Đây, tính chép được này. Cần hai khúc carbon, con này có độ dài cần là 2m4, độ cứng là 30. Thì con này thì tình trạng của nó thì bị hụt 5cm, hiện tại nó còn cho mình là 2m35 nha, 2m35. Tất cả khoen của nó này là khoen Fuji này. Đây khoen Fuji. Thì con này thích hợp mình công ngâm cô đơn, cứng 30 thì cũng thực dạng vừa nha, tôi là không cứng lắm. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là bất vặn này, Fuji. Bất vặn Fuji cho mình. Tổng thể thì con này có rất là ok. Nó hụt cho mình một xíu như này, cho nó không ảnh hưởng gì. Thì con này để cho mình giá rẻ thôi. Trọng lượng con này là nhẹ 200g, ngọn 3.6 ly, mã số 16. Giá 500 nha, để cho mình 500 ngàn thôi. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 thì sẽ có một con cần hai khúc của C như này. Dòng C hai da cho mình này. Cần hai khúc Shimano, con này có độ dài của cần là 2m1. Phôi con này là phôi carbon xoắn hai da này, toàn thân. Hàng nội địa Nhật nha, sẽ có cái bản có đầy đủ đây. Tình trạng này có hơi xây xước. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, lõi xi đá xám. Con này ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Đây chỗ tháp cho mình đây. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Shimano phôi carbon xoắn hai da này. Đây. Tay cầm cán bút bắt là bắt vạn Fuji chữ vàng. Tổng thể thế này. Đây, tổng thể thế này nha. Thích hợp anh em mình công ngâm của lăng xe, đánh bạo lực được. Trọng lượng con này thì là 270g, ngọn 2.8 ly, mã số 17. Giá con này là 800 nha. Thật là 800 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 thì sẽ có một con cần 3 khúc, cũng chuyên dụng cho anh em công ngâm lăng xe luôn. Con này còn rất đẹp này, cán gỗ cho mình nha. Cần 3 khúc carbon, con này thì độ dài cần là 3m6. Thông số thì nó bị phai trên cần rồi. Để nước sơn màu trắng ở đây. Đây 36 nha, 36 này. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full xích chống xoắn. Tất cả dàn khoen của cần còn lại là dàn khoen Fuji 3 chân loại xi đá xám này. Đây tổng thể thế này. Thì những dòng thích hợp cho anh em mình á, câu đơn, câu ngâm này, đánh chép nha, đánh hồ dịch vụ được này. Tay cầm thì được cuốn chỉ và phát con này bất vặn này, Fuji FPS D22. Cái cán của nó thì bằng cán gỗ nha, cán gỗ chỗ này để bọc một cái miếng da mà coi nhiệt á, anh em thích thì cắt ra để vậy cũng được. Rồi còn gốc của nó thì còn ok này, được cuốn chỉ cho nên mình cầm chắc tay, mình rút ra rút vào dễ hơn. Độ dài con này là 3m6, độ cứng tầm khoảng 50. Trọng lượng con này thì cân được là 240g, mã số 18, giá 700 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 19 thì sẽ có một con cần hai khúc, còn thì đánh bạo lực, thôi cho nên mình đánh bom nha, đánh ngầm lăng xe mà đánh cá lớn á, đánh cá tra tầm khoảng vào 10 kg trở lên là vô tư này, đầu 10 là ok nha. Cần hai khúc carbon dạng đánh biển, độ dài 2m4, độ cứng 120 dạng bạo lực cho mình nha. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, đây có tem vàng đầy đủ ở đây. Tất cả khoen của cần đều là dạng khoen biển, dạng khoen vòm cho mình nha. Khoen này thì cực kỳ là chắc chắn rồi. Có đây ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn 3.6 ly. Đây ngọn 3.6 ly, độ cứng 120. Đánh biển, đánh bạo lực, đánh cá tra cá chim được nha. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là bất vặn Fuji DPS. Đây tổng thể thế này. Sau này sẽ có một cái dịch vụ bảo hiểm ở đây. Đây, rất chắc chắn nha. Suzumi hai khúc. Trọng lượng con này thì là 460g, ngọn 3.5 ly, mã số 19. Giá con này là 1.7 triệu nè, 1.700.000. Cần thì còn rất là mới nha. Đây, còn rất là mới cho mình luôn, trên 90%. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 thì ở đây sẽ có một con cần hai khúc. Đây còn là hai khúc của Alpha Tech Core nha. Nội địa Nhật cho mình này. Cần hai khúc của hàng Alpha Tech Core, nội địa Nhật, độ dài con này là 2m7, độ cứng là 2m7 nha nè. 2m7 thì con này độ cứng rất là cao. Alpha Tech Core hàng nội địa Nhật made in Japan. Con này tất cả dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji này, khoen Fuji dạng khoen đánh biển nha. Rất là dày luôn. Thì con đánh cá lớn cho mình được, đánh cá tra, cá chim. Ngọn con này thì cân được đo cho mình là ngọn 2.8 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Hỗ trợ mình một cái đầu bu full shift chống xoắn. Còn tất cả dàn khoen còn lại là dàn khoen full shift này, dạng khoen biển, khoen vòm mà sứ rất là dày nha. Đây sứ cực kỳ dày nha. Những dòng thì đánh cá lớn. Đây Alpha Tech Core rất đẹp. Tay cầm con này thì chỗ này được quét keo, cuốn chỉ và tay cầm bằng cán mút bát vạn Fuji Alpha Tech Core chính hãng luôn. Tổng thể thì con này có rất là mới này, trên 90%. Đánh bạo lực, đánh tra, đánh chim được cho mình. Đánh bom như này, quăng bom con này tải mồi mắt tầm khoảng 200-300g là vô tư cho mình luôn. Hơn á. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 420g, ngọn 2.8 ly, mã số 20, giá 1.400.000. Alpha Tech Core 2m7, độ cứng cao. Rồi cuối cùng mã số 21 sẽ có một con cần hai khúc. Con này cũng là của hàng Alpha Tech Core luôn. Đây. Cần hai khúc Alpha Tech Core, con này có độ dài cần là 3m cho anh em. 3m. Tất cả khoen của cần là khoen Fuji này, loại xi đá xám. Đây tổng thể thế này. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.2 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 50. Trong 50 thì thuộc dạng mềm. Thế là mình đánh cảm giác thôi. Phôi của nó là phôi carbon này, xoắn vân màu xanh. Đây.
3m2 khúc nha. Cấn tầm khoảng 50. Tay cầm thì bằng cán mút Panasonic phẳng Fuji D20. Trồng gắn máy tầm khoảng 5-6 ngày được rồi. Bằng tổng thể nha, tình trạng có hơi cũ cho mình một xíu, nhưng mà không ảnh hưởng chất lượng của cần. Phôi carbon xoắn vân. Độ dài là 3m, độ cứng tầm khoảng từ 50. Con này trọng lượng của cần tương đối nhẹ thôi, 300g. Mã số 21. Giá con này là 850 nha. Đây, giá cần là 850.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 21 mẫu cần. Anh em ưng mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em nghe có một ngày đi câu cá thật vui vẻ này, thật nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ. Anh em xem video nha, cho em được đăng ký bật thông báo. Để video tiếp theo em lên anh em nhận thông báo sớm, mình vào mình tham khảo các mẫu máy và cần mình làm việc rất là nhiều nha. Rồi hẹn gặp anh em video sau nha. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.